I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around. Hello everyone. Today I'm so glad to see you at this program, Revision Relative Clause. My name is Đỗ Thị Duyên. I'm a teacher at Nguyễn Siêu High School. Xin chào các em học sinh yêu quý. Rất vui được gặp các em học sinh trong chương trình học tiếng Anh cho học sinh khối 11 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu. Cô tên là Đỗ Thị Duyên. Cô là giáo viên của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu. Warm up. Watch and think along the song. How many relative pronouns and relative adverbs are mentioned in the song? What are they? Chúng ta hãy cùng đến với phần khởi động. Kem sẽ nghe một bài hát, sau đó kem trả lời cho cô tìm xem trong bài hát có bao nhiêu đại từ quan hệ và bao nhiêu trạng từ quan hệ được nhắc tới trong bài hát, và đó là những trạng từ quan hệ và đại từ quan hệ nào nhé. Learning upgrade. Here we go again. Relative pronouns come after a noun. Who, whose, whom, which, that. They introduce a relative clause that tells you about the noun. The man who lives next door is a dentist. The relative pronoun is who. The relative clause is who lives next door. It tells us about the man. Relative adverbs come after a noun. Where, when, why. They introduce a relative clause that tells you about the noun. This is the store where I bought my bike. The relative adverb is where. The relative clause is where I bought my bike. It tells us about the store. Relative adverbs come after a noun. Warm up. Now, after listening to the song, can you tell me, how do you like about the song? It is funny and interesting. Yes, good. So, relative pronouns, there are five. Who, whose, whom, which, that. And relative adverbs, there are three. Where, when, and why. Em thấy trong bài hát có nhắc tới năm đại từ quan hệ, đó chính là who, whose, whom, which, that, và ba trạng từ quan hệ, đó là where, when, and why. Now, let's continue with practice. Exercise 1. Fill the blank with the relative pronouns and relative adverbs. Ở bài tập này thì các em sẽ điền vào chỗ trống với một đại từ quan hệ hoặc một trạng từ quan hệ. Các em sẽ xác định cho cô là trước chỗ trống thì danh từ đó là danh từ chỉ người hay danh từ chỉ vật, danh từ chỉ nơi chốn hay danh từ chỉ thời gian, danh từ chỉ lý do hay các đại từ bất định và các từ so sánh hơn nhất. Để chúng ta nhớ lại lý thuyết và điền vào chỗ trống. Now, let's start the exercise and you will have 5 minutes to finish. Các em sẽ dành 5 phút để làm bài tập này cho cô nhé. Number 1. There is a film on tonight.
I really want to see. Ở câu này thì các em thấy là a film chỉ là một danh từ chỉ vật. Vậy nên em sẽ điền đại từ quan hệ. Vậy nên trong câu 1 em sẽ điền đại từ quan hệ là which, that. Number 2. Do you know any restaurant? They serve vegetarian dishes. Quán ăn nơi mà có bán đồ cho người ăn kiêng. Như vậy chỗ này em sẽ điền là nơi mà. Number 3. Can you remember? Told you about the new nightclub. Nhớ người mà kể cho bạn. Vậy người mà kể cho bạn em phải điền từ who. Number 4. The film stars Tom Hanks is based on a book by Dan Brown. Ta cũng có bộ phim là danh từ chỉ vật và trong câu này có dấu phẩy. Chứng tỏ ta không được dùng that bởi vì nó là mệnh đề quan hệ không xác định. Mình dùng which. Number 5. I've never met anyone before. Mother was famous. Ở đây ta có mẹ của người đó. Đó là chỉ sự sở hữu nên em sẽ dùng từ whose mother. Number 6. Luis Rangel is from Spain. Originally has lived here for about 10 years. Em thấy Lorenzo chính là một danh từ riêng. Vậy nên chỗ này em sẽ điền đại từ quan hệ who hay that. Ta sẽ điền who. Ở đây ta không điền được that vì lý do có dấu phẩy. Ta không điền that. Number 7. Carla parents are from Mexico was born in the UK. Carla là danh từ riêng và parents là bố mẹ của Carla. Là có sự sở hữu nên em sẽ phải điền đại từ quan hệ là whose. Number 8. Here's a photo of the hotel we stayed. A photo of the hotel là danh từ chỉ vật. Nhưng ở phía sau we stayed, chúng tôi nghỉ ở khách sạn đó. Như vậy ở đây ta sẽ dùng một trạng từ quan hệ. Trạng từ quan hệ này chính là where. Đây là bức ảnh của khách sạn nơi mà chúng ta đã nghỉ. Number 9. Electronics is the subject about I know very little. Subject là môn học. Vậy em điền đại từ quan hệ which hay that? Chúng ta sẽ điền đại từ quan hệ which. Không điền that được ở đây vì lý do about, giới từ, không đứng trước that. Number 9. The reason I didn't phone you was that I didn't know your phone number. Sau the reason thì theo lý thuyết là chúng ta sẽ dùng từ why, reason why, lý do tại sao. Number 11. We can see farmer and cutter are going to the field. Farmer là nông dân và cutter là đàn gia súc. Như vậy ở đây có cả người cả vật thì em điền gì nào? Em sẽ phải điền that, chỉ that mà thôi. Nếu mà sau cụm danh từ có cả người cả vật thì em sẽ phải điền that. Number 12. She is the kindest people I know. Kindest, đây là người tốt bụng nhất, có sự so sánh hơn nhất. Vậy nên em sẽ phải dùng duy nhất, đó là từ that. Number 13. He just said anything. Came into his heart. Anything là đại từ bất định, bất kỳ cái gì. Vậy em cũng chỉ được dùng that. Các em làm đúng được bao nhiêu câu? Good. After doing exercise 1, let's write down some notes. We use relative pronouns in relative clauses to give more information about something, someone.
Hold that tone for people. That for people and things on everything, nothing, the only and superlatives. Wish for things or animals. Where for bliss, when for time. Whose to show possession, why for reason. Sau khi làm bài tập 1, các em hãy ghi nhớ chúng ta sử dụng các đại từ quan hệ trong các mệnh đề quan hệ để cung cấp thêm thông tin cho danh từ đứng trước nó. Who, that, whom, đứng sau danh từ chỉ người. That, đứng sau cả danh từ chỉ người và vật, đứng sau các đại từ bất định. All, everything, nothing, the only và các tính từ so sánh hơn nhất. Các tính từ so sánh hơn nhất thường có đuôi est với tính từ ngắn, ví dụ best, nicest. Với tính từ dài, the most beautiful, the most intelligent. Which dùng cho vật, where dùng cho địa điểm, when cho thời gian, whose dùng để chỉ sự sở hữu và why dùng sau từ reason. Exercise 2. In which three of sentences from 1 to 5 can the relative pronouns be left out? Cross them out. Bài 2. Trong 5 câu dưới đây có 3 câu ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ. Gạch chân chúng. Để làm được bài này, chúng ta cần xác định đâu là mệnh đề quan hệ. Xác định đại từ quan hệ. Xem mệnh đằng sau đại từ quan hệ là mệnh đề hay là động từ. Nếu sau đại từ quan hệ là mệnh đề thì đại từ quan hệ đó là đại từ quan hệ tân ngữ. Ta có thể bỏ đại từ quan hệ. Nếu sau đại từ quan hệ là động từ thì đại từ quan hệ đó là đại từ quan hệ chủ ngữ. Ta không thể bỏ đại từ quan hệ. Nào, chúng ta hãy tiếp tục làm nhé. Now, number one, the job that he got wasn't very interesting. Câu này em có đại từ quan hệ chính là từ that. Và he got chính là mệnh đề đứng sau đại từ quan hệ. Và đây chính là mệnh đề quan hệ. He là chủ ngữ của mệnh đề quan hệ. Got là động từ của mệnh đề quan hệ. Như vậy, that đứng trước một mệnh đề. Khi đó thì that đóng vai trò là đại từ quan hệ tân ngữ và ta có thể bỏ được từ that. Number 2. A woman whom my sister knows had just bought the house next door. Câu này whom cũng đứng trước chủ ngữ là my sister và động từ là knows. My sister knows chính là một mệnh đề, vậy nên em cũng có thể lược bỏ đại từ quan hệ whom vì nó chính là đại từ quan hệ tân ngữ. I'm sorry for people who haven't got a sense of humor. Who chính là đại từ quan hệ chủ ngữ đứng trước động từ haven't got. Vậy nên ta không thể bỏ who trong trường hợp này, vì nếu em bỏ who thì mệnh đề quan hệ này thiếu chủ ngữ. Number 4. Have you got anything that will clean this carpet? That đứng trước will clean chính là động từ, vậy đây cũng là đại từ quan hệ chủ ngữ, ta cũng không thể bỏ đại từ quan hệ that đi. Number 5. Have you got a typewriter that I can use? Ở đây that chính là đại từ quan hệ tân ngữ, vì nó đứng trước I là chủ ngữ và can use là động từ. Nó đứng trước một mệnh đề, cho nên em cũng có thể bỏ được từ that. Now, let's check again. Các em hãy cùng tóm lược lại những ý chính trong rút ra từ bài tập 2 nhé. We often leave out object pronouns, but not subject pronouns. It means that if there is a clause after the relative pronouns, leave out the relative pronouns. Chúng ta thường lược bỏ đại từ quan hệ tân ngữ chứ không lược bỏ đại từ quan hệ chủ ngữ. Điều đó có nghĩa rằng nếu mà sau đại từ quan hệ có một mệnh đề
thì em có thể lược bỏ đại từ quan hệ. Exercise 3. Add commas to the sentences where necessary. Bài 3. Thêm dấu phẩy vào những câu sau đây nếu cần thiết. Để thêm được dấu phẩy vào các mệnh đề quan hệ thì em sẽ nhớ lại kiến thức so sánh mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định. Chỉ có ở mệnh đề quan hệ không xác định thì ta mới cần thêm dấu phẩy vào trước đại từ quan hệ. Và trước đại từ quan hệ nó thường là một danh từ riêng, một danh từ mà có tính từ sở hữu đứng trước, hoặc một danh từ có từ ở đứng sau. Và ta hoàn toàn có thể bỏ mệnh đề quan hệ không xác định đi mà mệnh đề chính không bị ảnh hưởng đến nghĩa. Nhưng ở mệnh đề quan hệ xác định thì trước mệnh đề quan hệ thường là các danh từ chung và danh từ cần được bổ nghĩa. Vậy nên ta không thể bỏ được mệnh đề quan hệ xác định đi. Vì nếu ta bỏ mệnh đề quan hệ xác định đi thì danh từ chung đó sẽ không rõ nghĩa. Number 1. You can stay at the hotel. Ở đây ta thấy từ the hotel chính là một danh từ chung. Nên mệnh đề that you recommended to us là mệnh đề quan hệ xác định để bổ nghĩa cho danh từ chung, làm rõ nghĩa cho danh từ the hotel. Number 2. The film which was directed by Mr. Phong Dung and Mr. Trinh Lê is Unforgettable Days. Ở đây the film is Unforgettable Days chính là mệnh đề chính. Và mệnh đề này nó chính là mệnh đề có một danh từ rõ nghĩa rồi. Đó là tên bộ phim là Những Ngày Không Quên. Cho nên mệnh đề quan hệ which was directed by Mr. Phong Dung and Mr. Trịnh Lê chính là một mệnh đề không xác định vì nó bổ nghĩa cho một mệnh đề đã được xác định. Vậy thì ta phải thêm dấu phẩy vào để ngăn cách giữa hai mệnh đề. The film, colon, which was directed by Mr. Phong Dung and Mr. Trịnh Lê, colon, is Unforgettable Days. Number 3. The person who I look up to more than anyone else is my mother. The person ở đây là một danh từ chung. Mệnh đề chính từ chỗ the person is my mother. Còn mệnh đề quan hệ là who I look up to more than anyone else. Vậy mệnh đề này nó bổ nghĩa cho một danh từ chung và mệnh đề chính chưa rõ nghĩa, cho nên đây chính là mệnh đề quan hệ xác định và em không phải thêm dấu phẩy vào mệnh đề này. Number 4. I bumped into my uncle the other day, which was a train coincidence. Ở câu này em thấy mệnh đề chính của chúng ta là I bumped into my uncle the other day. Tôi tình cờ gặp chú tôi hôm nọ. Which was a train coincidence. Đó là một sự trùng hợp rất là lạ lùng. Vậy nên em thấy từ which ở đây nó không phải thay thế cho từ the other day, mà nó cũng không bổ nghĩa cho từ my uncle, mà nó bổ nghĩa cho cả một mệnh đề ở phía trước nó. Lúc này từ which có tên là từ nối, và em sẽ phải thêm dấu phẩy trước từ nối này. Và mệnh đề which was a train coincidence ta sẽ không thể bỏ được đi nhé. Number 5. Is that the book which you were telling me about the other day? Em thấy vì is that the book là mệnh đề chính và the book là một danh từ chung cần được bổ nghĩa. Nếu mệnh đề chính chỉ dừng lại ở câu là is that the book là đó là quyển sách thì nó rất là cụt nghĩa. Vậy thì mệnh đề which you were telling me about the other day chính là mệnh đề quan hệ xác định. Ta cần phải để lại để bổ nghĩa cho mệnh đề chính. Và trước which ở đây không có dấu phẩy. Number 6. Coronavirus symptom improve a runny nose, cough, sore throat, possibly a headache and maybe a fever which can last for a couple of days. Mệnh đề chính của chúng ta là có danh từ coronavirus symptoms hoàn toàn rõ nghĩa rồi. Nó nói lên các cái dấu hiệu dương tính với virus corona bao gồm có chảy nước mũi, ho, viêm họng,
đau đầu, sốt. Rất là rõ nghĩa rồi. Vậy thì mệnh đề which can last for a couple of days là mệnh đề quan hệ. Nhưng mà ta có thể bỏ mệnh đề này đi, và lúc đấy ta gọi mệnh đề đó chính là mệnh đề quan hệ không xác định, và em sẽ phải thêm dấu phẩy vào trước mệnh đề quan hệ không xác định. Number 7. Have you got a suggestion which doesn't involve spending a lot of money? Em thấy mệnh đề chính là have you got a suggestion. Thì danh từ suggestion chính là danh từ chung cần được bổ nghĩa. Và ta sẽ không thể bỏ được mệnh đề which doesn't involve spending a lot of money đi. Bạn có, câu này ta dịch là bạn có một gợi ý nào khác mà không phải tiêu nhiều tiền không? Thì cái mệnh đề which doesn't involve spending a lot of money nó sẽ bổ nghĩa, làm rõ nghĩa cho cái từ suggestion, đó là từ gợi ý. And the last one. Nguyễn Siêu High School, where I work, is equipped with modern technology. Ở câu này em thấy danh từ cần được bổ nghĩa là Nguyễn Siêu High School là một danh từ riêng. Vậy thì ta hoàn toàn có thể bỏ mệnh đề quan hệ where I work mà không hề ảnh hưởng đến nghĩa của mệnh đề chính. Nguyễn Siêu High School, where I work, is equipped with modern technology. Và em sẽ phải có dấu phẩy để ngăn cách giữa mệnh đề chính với mệnh đề quan hệ. Ở đây ta có where I work chính là mệnh đề quan hệ. After doing exercise 3, let's write down some notes. Note 3. Defining directive clause give very important information. If we remove a defining relative clause, the sentence doesn't make sense. We don't know which person, thing, place it is. We don't use commas with defining relative clause. We can't use that instead of who, which, etc. We can't put a number of determiners such as some, none, much, and many before of which or of whom. Now, before relative clause usually are common nouns. Non-defining relative clause give iterative information. The sentence makes sense without the relative clause. We use commas with non-defining relative clauses. We can't use that instead of who, which, etc. We can put a number of determiners such as some, none, much, and many before of which or of whom. Now before relative clause usually common nouns or nouns after possessive words my, your, of, etc. Sau khi làm bài tập 3 thì chúng ta sẽ tổng kết ghi lại những chú ý nhé. Mệnh đề quan hệ xác định cung cấp thêm thông tin cho danh từ đứng trước nó. Chúng ta không thể bỏ được mệnh đề quan hệ xác định đi. Nếu chúng ta bỏ được đi thì mệnh đề đó, mệnh đề chính sẽ không rõ nghĩa. Ta sẽ không biết được danh từ đó là người đó là ai, vật đó là gì và nơi đó là đâu. Chúng ta sẽ không dùng dấu phẩy với mệnh đề quan hệ xác định. Và đặc biệt là chúng ta có thể dùng that trong mệnh đề quan hệ xác định. Chúng ta không thể dùng các từ bất định trong mệnh đề quan hệ xác định. Các danh từ đứng trước mệnh đề quan hệ xác định thường là các danh từ chung cần được bổ nghĩa. Khác với mệnh đề quan hệ xác định, đó chính là mệnh đề quan hệ không xác định. Mệnh đề quan hệ không xác định nó chỉ cung cấp thông tin phụ. Và câu ở mệnh đề chính hoàn toàn rõ nghĩa nếu ta bỏ mệnh đề quan hệ không xác định đi. Mệnh đề này thường phải có dấu phẩy để ngăn cách giữa mệnh đề chính với mệnh đề quan hệ. Và đặc biệt trong mệnh đề quan hệ có dấu phẩy thì không được dùng that. Và mệnh đề quan hệ không xác định thì thường có các cái từ bất định như là some, none, much và many, và nó sẽ có thể đứng trước of which hoặc of whom. Danh từ trong mệnh đề quan hệ không xác định thường là các danh từ có sự sở hữu,
có các từ sở hữu như là my, your hoặc of. Have you finished? Now, let's check. Number one, that tree is an oak. Ở câu này em sẽ gạch chân từ that tree là một danh từ chung cần được bổ nghĩa. Và từ it. Ta thấy ở hai mệnh đề này có sự khác nhau về thì của động từ. Is là động từ to be, thường được chứa ở trong mệnh đề chính, và planted là ở thì quá khứ, nó thường dùng ở trong mệnh đề quan hệ để chỉ sự việc xảy ra trước đó. Như vậy em đã xác định được mệnh đề 2 chính là mệnh đề quan hệ, và từ it chính là đại từ để thay thế cho từ that tree. Đây là danh từ chỉ vật nên em dùng đại từ quan hệ là which hoặc that. Vậy chúng ta sẽ có đáp án. Chú ý là mệnh đề quan hệ sẽ đứng ngay sau từ that tree để bổ nghĩa cho từ đó. Ở câu này ta không có dấu phẩy bởi vì that tree là một danh từ chung. Number 2, ta có my children là danh từ cần được sở hữu. Em thấy là my children có từ tính từ sở hữu my ở đằng trước, cho nên câu này sẽ phải có dấu phẩy, và câu này ta sẽ dùng mệnh đề quan hệ không xác định để nối. They là từ lặp lại cho my children nên em cũng gạch chân. Đáp án là my children who are different twins are having a party this Saturday. Number 3, ta sẽ gạch chân từ chỉ thời gian ở hai mệnh đề đều giống nhau, và em sẽ dùng từ chỉ thời gian là when để thay thế. Đáp án là we spent most of the day sitting in the port on the Friday when ferry was delayed. Number 4, ta sẽ gạch chân từ Mr. Dong and his. Ở đây có sự sở hữu nên em sẽ dùng đại từ quan hệ nào thay thế? À, đó chính là từ whose. Vậy em có đáp án là Mr. Dong whose lesson you can watch on YouTube due to teach chemical at Nguyễn Siêu High School. Number 5, Hà Long Bay and there. There là từ chỉ nơi trốn. Vậy đại từ trạng từ quan hệ cần dùng ở đây là where. Let's visit Hạ Long Bay where we can have cruise tours to Sừng Sốt Cave. And number 6, my sister loves wearing hats. Her hair is brown. You have my sister and her. Her. Her là từ chỉ sở hữu, nên đại từ quan hệ thay thế sẽ là whose. My sister loves wearing hats whose hair is brown. And the last one, why did Danny decide to enter marathon?
Danny's totally unfit. Vậy em sẽ gạch chân từ Danny. Đáp án chính là Why did Danny, who is totally unfit, decide to enter a marathon? Danny is totally unfit. After doing exercise 4, let's write down some notes. Note 4. To combine two sentences using relative pronouns, you will find the noun needed to join defining. For example, in this sentence, the noun is a new cell phone. Next, find the noun repeated or replaced by pronouns such as I, me, my, mine, it, is, etc. In this sentence, it is it, so you will underline it. Then, you use relative pronouns to match two sentences. This is a new cell phone which that she bought at Trần Anh Mobile Phone Store. A new cell phone must stand before which or that. Consolidation. 1. Relative pronouns. 2. Defining and non-defining relative clause. 3. Combine sentences using relative clause. Củng cố. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta đã cùng ôn tập thứ nhất là cách sử dụng các đại từ quan hệ. Thứ hai là phân biệt sự khác nhau giữa mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định. Thứ ba là dạo bài tập kết nối hai câu đơn sử dụng mệnh đề quan hệ. Homework. 1. Review relative clauses, relative pronouns. 2. Do exercise below. Ở phần bài tập về nhà thì chúng ta sẽ ôn lại các mệnh đề quan hệ, bao gồm mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề quan hệ không xác định. Các đại từ quan hệ thì các em sẽ ôn cách sử dụng các đại từ quan hệ, sự khác nhau giữa các cái đại từ quan hệ đó. Phần bài tập mà chúng ta làm thêm, cô cho những slide ở phía dưới. Thank you for your attention. See you soon.